mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thốt vị địa điểm là gì. Thì với phần này Trinh có 4 phần chính gửi đến tất cả các bạn. Thứ nhất, thốt vị địa điểm là gì? Thứ hai, nguyên nhân nào dẫn đến thốt vị địa điểm? Thứ ba, triệu chứng của thốt vị địa điểm? Và cuối cùng, thứ tư, điều trị thốt vị địa điểm như thế nào? Nếu như các bạn đang quan tâm về vấn đề thốt vị địa điểm thì hãy tham khảo hết video mà Trinh chia sẻ ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, thốt vị địa điểm thì là một trong những cái bệnh lý mà chúng ta nghe rất là quen thuộc rồi. Có phải chính bản thân bạn đang gặp tình trạng về thốt vị địa điểm hay không, nhưng mà bạn không biết cái bệnh lý này nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào, và chúng ta muốn tìm hiểu một cách khái quát hơn cũng như những ai chưa biết về bệnh lý này có thể tham khảo cho mình. Đầu tiên, thốt vị địa điểm là gì? Thốt vị địa điểm là tình trạng địa điểm của chúng ta bị thoát ra bên ngoài, có nghĩa là nó không nằm ở vị trí của nó vốn nằm ở đó, mà nó sẽ bị thoát ra bên ngoài, nó chèn ép lên các dây thần kinh và nó làm ảnh hưởng đến như là nếu như ở cổ thì nó sẽ ảnh hưởng đến hai cánh tay của các bạn, và nếu như ở thắt lưng thì nó sẽ ảnh hưởng về chi dưới, cho nên chúng ta hãy lưu ý về vấn đề này. Như vậy các bạn đã biết thoát vị địa điểm là gì rồi đó. Và thoát vị địa điểm thì được là do cái tình trạng là sang chấn những cái vùng như là ở cổ nè, hoặc là ở xương sống của chúng ta gọi là cột sống đó, hoặc là do bị chấn thương, hoặc là do cái chỗ đó, cái chỗ bao địa điểm nó bị đứt, nó bị rách, nó bị nứt thì cái địa điểm cũng sẽ bị thoát ra bên ngoài, hoặc là do quá trình lão hóa của cơ thể của chúng ta. Như vậy các bạn đã hiểu hơn về thoát vị địa điểm rồi nhé. Và phần thứ hai đó chính là nguyên nhân nào dẫn đến thoát vị địa điểm. Nói chung thì có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến thoát vị địa điểm mà chúng ta có thể kể đến, như là do bạn làm việc quá sức, có nghĩa là chúng ta lao động nặng, thường xuyên mang vác những đồ nặng và chúng ta bưng bê những đồ nặng, thì sẽ cái cử động của chúng ta khi bạn nhấc đồ lên đó, nó sẽ vô tình làm trượt hoặc là làm rách cái bao địa điểm ra, và cái nhân địa điểm đó nó sẽ thoát ra bên ngoài và nó sẽ chèn ép lên các dây thần kinh và nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Hoặc là do bạn lớn tuổi thì cái địa điểm đó nó cũng bị lão hóa đi, có nghĩa là địa điểm nó sẽ bị mất nước và nó khô sơ cứng và nó thoát ra bên ngoài, thì nó cũng ảnh hưởng. Do béo phì quá, khi trọng lượng cơ thể của một con người quá nặng thì nó sẽ đè chèn ép lên và nó sẽ dẫn đến cái hình tượng là cái địa điểm thoát ra ngoài và dẫn đến thoát vị địa điểm. Hoặc là do bạn bị chấn thương ở vùng cổ hoặc là vùng thắt lưng, cột sống thì nó cũng dẫn đến. Do bạn nghiện thuốc lá. Nói chung có rất nhiều những nguyên nhân dẫn đến thoát vị địa điểm, và khi thăm khám thì bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân chính xác để điều trị cho tất cả các bạn. Phần thứ ba, triệu chứng của thoát vị địa điểm là như thế nào? Rất nhiều người muốn biết các triệu chứng của các bệnh lý để chúng ta có thể phòng chống bệnh cũng như điều trị bệnh được sớm hơn. Thì thông thường thoát vị địa điểm ở giai đoạn đầu thì các bạn sẽ thấy không có bất kỳ triệu chứng nào, cho nên chúng ta thường lơ là và bỏ qua. Nếu như bạn không khám sức khỏe định kỳ thì bạn sẽ không biết được những bệnh lý đang diễn ra bên trong cơ thể của bạn như thế nào. Nếu như bạn thấy cái tình trạng là thường xuyên đau thắt lưng hoặc là đau mỏi cổ quai gáy, và đau đó nó kèm theo cái hiện tượng là lan xuống các chi và nó gây cái hiện tượng châm chích, ngứa ran, thì bạn hãy đến gặp bác sĩ ngay bạn nhé, bởi vì đây là tình trạng của thoát vị địa điểm. Và tùy thuộc vào vị trí thoát vị địa điểm ở đâu thì nó sẽ có những biểu hiện triệu chứng khác nhau. Nếu như ở đốt sống cổ thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến hai chi trên, và thậm chí là nếu như thoát vị địa điểm nó chèn ép ra các sợi dây thần kinh quá nhiều thì nó sẽ làm tê liệt cánh tay của chúng ta luôn. Còn nếu như ở thắt lưng thì nó sẽ ảnh hưởng đến chi dưới, bạn cảm thấy ngứa rát râm ran cái đôi bàn chân của mình, và nếu như nó chèn ép về dây thần kinh thì nó sẽ làm cho bạn có khi là bị liệt chi dưới. Cho nên chúng ta đừng có bỏ qua cái vấn đề thoát vị địa điểm này. Nếu như bạn thấy thường xuyên đau nhức, đau mỏi ở thắt lưng hoặc vùng cổ kèm theo cái triệu chứng là tay chân ngứa râm ran thì bạn nên đến gặp bác sĩ để thăm khám, cũng như chuẩn đoán xem có phải là bị thoát vị địa điểm ở hai cái bộ phận đó hay không, và chúng ta sẽ đưa ra phương án điều trị tốt nhất. Phần cuối cùng đó chính là hướng điều trị thoát vị địa điểm. Thì điều trị thoát vị địa điểm thì chúng ta phải
tuân thủ theo đúng cái chỉ định cũng như là hướng điều trị của bác sĩ rồi. Bạn không nên tự ý sử dụng thuốc ở nhà dù bất kỳ loại thuốc nào đi chăng nữa, bởi vì nó không an toàn đến sức khỏe của chúng ta. Đôi lúc bạn sử dụng sai thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, cho nên là không nên sử dụng thuốc ở nhà khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Và việc của các bạn là hãy thay đổi thói quen làm việc cũng như có chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý hơn. Trong quá trình điều trị bệnh thì chúng ta có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, hoạt động nhẹ, không hoạt động gắng sức, không mang quá nặng, cũng như là bạn sẽ tập thêm những cái bài tập mà bác sĩ đã hướng dẫn cho bạn để giúp ích trong quá trình thoát vị địa điểm được điều trị tốt hơn. Như vậy là các bạn vừa tham khảo xong các video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay về thoát vị địa điểm để cho tất cả các bạn tìm hiểu. Nếu như bạn đang quan tâm về vấn đề này thì hãy hiểu hơn về cái bệnh lý này, cũng như khi cơ thể của chúng ta có những dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe thì hãy đến gặp bác sĩ để thăm khám và điều trị kịp thời hơn. Và video này của Trang chỉ mang tính chất tham khảo, chứ Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Nếu như bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.